Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Chúng ta xưa nay nghe nói tập ăn, tập nói, tập gym. Có bao giờ các bạn nghe nói tập thở hay chưa? Thở cần gì phải tập? Hơi thở, chớp mắt và nhiều hoạt động khác của cơ thể diễn ra hết sức tự nhiên, đến nỗi ta quên đi hoạt động của chúng. Nếu chúng ta điều tiết được hơi thở, tập thở có chủ ý, quan sát hơi thở, cuộc đời sẽ trở nên an lạc. Chẳng phải người người đều muốn an lạc. Từ tập thể dục, tập dưỡng sinh đến các môn thể thao khác đều đi kèm bài tập thở. Nếu thở sai sẽ kém hiệu quả, không thở nữa là toi. Hơi thở của bạn, nếu bạn biết điều tiết, nếu bạn thuần phục được nó theo ý của mình, nó sẽ có vị thế cao hơn trong tâm trí của bạn, cao hơn tâm và tánh của chính bạn. Cái tánh tham cầu, cái tâm vọng niệm sẽ khiến con người nhiều phiền não. Từ khi bạn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành, rồi qua giai đoạn trung niên và trở thành ông bà lão đến khi quy tiền, chẳng bao giờ bạn muốn người khác quản thúc mình. Bạn luôn muốn mình là chính mình phải tự quyết định và cả việc quản thúc người khác. Trong cả cuộc đời, hơi thở luôn quản thúc bạn. Bạn nóng giận, hơi thở dùng dập. Bạn sợ hãi, bạn hồi hộp, hơi thở kìm nén. Bạn đau lòng, hơi thở nghẹn từng cơn. Bạn phiền não sẽ buông tiếng thở dài. Hầu như không khi nào hơi thở của bạn giống nhau cả, và bạn hoàn toàn không quan tâm đến chúng, để mặc chúng làm theo hoàn cảnh. Mệnh của bạn do tạo tác từ đời quá khứ, hình thành nên sinh thần bát tự. Nhìn vào mệnh có thể luận được tính cách, tánh thiện, tánh dữ hay tánh buồn hay lo. Cả tánh hay cáu gắt đều là định số. Tánh gặp duyên sẽ sinh khởi, tâm của bạn dữ, tánh của bạn dễ cáu gắt. Gặp duyên thị phi, gặp chuyện thị phi, nghe lời đối kỵ thì cái tánh ấy dễ bùng phát. Những đứa trẻ không ai dạy tham ăn, không ai dạy yêu thương động vật, chúng vẫn tham ăn, vẫn yêu thương động vật. Tánh khí chính là nghiệp lực ở đời quá khứ. Nếu có chút phước báo thì đời này bạn kết duyên vào gia đình tốt lành, được giáo dưỡng tốt thì những tánh xấu đó sẽ giảm đi. Ngược lại, bạn là người nóng tính, bạn là người tham cầu, sinh ra trong gia đạo không được an lành, không được giáo dưỡng thiện lành, những tánh bất thiện ấy nó sẽ tăng lên, điều này ảnh hưởng lớn đến chung vận của bạn. Vì vậy, Phật Pháp có câu tu tâm dưỡng tánh. Bạn phải tu tâm, tu sửa cái tâm trước rồi mới dưỡng đến cái tánh của mình. Tánh gặp cảnh sẽ sao động. Giả dụ bình thường bạn không sao, tự dưng bạn thấy mặt một người nào đó rất là thấy ghét, ghét ơi là ghét, bạn muốn làm gì đó cho hả giận. Hoặc thấy một món đồ gì đó yêu thích, mới ra bạn ráng tìm cách để mua. Vì vậy, thấy người, thấy vật chính là cảnh. Cảnh là đối tượng của tâm. Cảnh là sắc thanh hương vị xúc. Nếu tâm bị sao động thì cái tánh gốc của bạn nó sẽ làm chủ. Có những sự việc khi xảy ra, bạn tự quyết định trong chốc lát, khiến sau này có phần hối lỗi và có thể tự đổ lỗi, không hiểu tại sao lúc đó mình làm như vậy. Khải Toàn vốn dĩ không phải thầy tu, là một người học thuật số và tu tập tại gia. Sự tự tu đến từ những lỗi lầm trong quá khứ. Những lỗi lầm đến từ tính nóng nảy. Khi nóng giận, con người chỉ có thể u mê. Bản tính của con người vốn có thiện, vốn có ác. Cái ác chưa gặp duyên nên chưa sinh khởi. Tánh dữ, tâm động càng dễ gặp duyên, dễ bị lôi kéo vào cảm xúc, dễ bị lôi kéo bởi tâm ma. Mỗi khi bạn oán giận ai đó, mỗi ngày trong tâm của bạn đều phải mang một hình tượng xấu xa, hình tượng xấu xa đáng ghét của người ấy, mặc dù họ hoàn toàn không hay biết. Bạn là người dễ nóng giận, dễ để bụng, nhưng lại không chịu buông bỏ những nỗi oán giận này, người thiệt thòi chính là bạn. Bình thường bạn muốn ăn ngon, lại còn phải trang trí thức ăn cho đẹp, mua quần áo, giày dép đều lựa chọn phù hợp. Mỗi ngày đánh răng, mặc quần áo hay là trang điểm đều phải soi gương sao cho thật đẹp, việc gì cũng lựa chọn thật đẹp. Thế tại sao chất chứa trong lòng những hình ảnh đáng ghét của người khác vào tâm trí của chính mình? Ta không thể chọn ngày mình sinh ra, càng không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách sống. Người đời đánh giá một người qua nhân cách. Nhân là con người, cách là sự thể hiện. Điều này con người cần phải học, phải thực tập và rèn luyện. Phải học, phải thực tập và rèn luyện để tốt hơn là điều không phải bàn.
Ngay từ hôm nay, nếu hay nóng giận, nếu còn giận bất kỳ ai khác thì hãy buông bỏ. Bản thân Khởi Toàn trước kia rơi vào cảnh ngộ này, rất dễ cáu gắt với người thân khiến họ khổ sở, rất dễ nóng giận và xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc không thể cứu vãn. Điều tồi tệ nhất khi ta hay nóng giận là không làm việc gì ra hồn. Khi ta mang nỗi oán giận ai đó thì tâm trí của ta không còn khoảng trống cho sự an lạc, lẽ dĩ nhiên không thể có cuộc sống tốt, nói chi đến làm việc tốt kiếm tiền. Tâm trí là cội nguồn của hạnh phúc và cả đau khổ. Dù bạn nghèo nhưng tâm bạn thanh tịnh thì bạn vẫn an lạc. Dù bạn giàu có nhiều tiền của, tâm bạn nhiễu loạn thì bạn vẫn đau khổ, vì cái tâm của bạn nó vượt khỏi vật chất. Để tu tâm dưỡng tánh, hãy tập thở. Hãy tĩnh tọa hành thiền mỗi ngày vài phút, vì hơi thở của bạn có vị thế cao hơn tâm và tánh của chính bạn. Khi bạn chú ý đến hơi thở, thở theo ý mình mong muốn, bạn sẽ quản thúc được hơi thở, đồng thời sẽ quản thúc được tâm tánh của chính bản thân mình tốt hơn. Mỗi khi nóng giận, hãy nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu, chậm rãi, cơn giận sẽ giảm dần như tan biến. Nếu tức giận mà không điều tiết hơi thở thì những chuyện sau đó hoàn toàn đáng tiếc. Mỗi khi hồi hộp, mỗi khi lo lắng, hãy nhắm mắt chú ý đến hơi thở, hít thở vài hơi thật sâu sẽ giảm 8-9 phần lo lắng, vì tập thở cũng là phương pháp tập bình tĩnh. Nếu mỗi ngày bạn dành 10 phút tĩnh tọa ngồi hành thiền, nhắm mắt theo dõi hơi thở, sau một thời gian, sự bình tĩnh là bạn thân của chính bạn. Người bạn nóng giận trước kia sẽ tự xa cách bạn. Thậm chí trong lúc làm việc, dừng lại hít thở 1-2 phút, trong lúc đi, lúc lắng nghe, lúc ăn cơm vẫn có thể quan sát hơi thở. Sau một thời gian tập thở, chủ động thở chậm thở sâu, theo dõi hơi thở, bạn sẽ nhận ra bản thân của mình ở thực tại và trước kia là hai phiên bản khác nhau. Vì vị thế hơi thở cao hơn tâm và tánh của bạn, nó quản thúc tâm và tánh của bạn, giờ đây bạn lại biết cách điều tiết hơi thở của chính mình. Thiền định quan sát hơi thở là một phương pháp giúp tâm an tịnh. Tâm thanh tịnh tức thân liền thanh tịnh, tự khắc sẽ sản sinh ra năng lượng thiện lành, càng dễ dàng gặp gỡ những bậc thiện tri thức, thậm chí còn xinh đẹp trẻ trung hơn, ứng với câu nói tâm sinh tướng. Bạn thử nghiệm lại xem, khi bạn thường xuyên nóng giận, thường xuyên phiền não, tự soi gương, tự thấy gương mặt mình rất là khó coi. Khi bạn bình tĩnh, khi bạn an lạc, vẫn gương mặt ấy nhưng lại rất đáng yêu. Điều kỳ diệu hơn, với những người hành thiền đều đặn, họ có những trải nghiệm sâu sắc về chính bản thân mình. Vì đơn giản, thiền định là liệu pháp giúp con người tìm sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Đầu tiên là tập thở, đủ duyên dành ít thời gian tập ngồi thiền. Nếu bạn tập ngồi thiền một thời gian, cảm thấy sự thay đổi từ tâm và thân của mình, đừng ngại chia sẻ kiến thức của bạn cho những người thân, trợ duyên cho họ ngồi tập hành thiền. Lúc ấy bạn là người có công đức vô lượng. Con người khi không còn phiền não, sự an lạc sẽ xuất hiện. Tập ngồi thiền giảm phiền não tăng an lạc. Bạn trợ duyên cho người khác có được sự an lạc là người tạo công đức. Về phương pháp hành thiền, các bạn có thể tham khảo bất cứ ở đâu để tìm cho mình một phương pháp phù hợp. Đừng chấp tướng vào phương pháp này hay hơn phương pháp kia, không nên như vậy. Càng không nên vọng niệm về ta hơn người. Giả dụ nghĩ rằng mình ngồi thiền 5-10 năm phải hơn người mới biết, chưa chắc đâu ạ. Quan sát hơi thở, thiền định cho tâm an, bạn sẽ tiêu trừ phiền não. Mời các bạn đón xem video vào mỗi trưa thứ sáu trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Và đừng quên cầu nguyện và hành thiền mỗi khi có thể. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.